Lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị cứu tinh được tất cả các tôn giáo lớn nhắc đến, thực ra là cùng một người. Khi nghe về những dự đoán về ngày tận thế từ các tôn giáo lớn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi những dự đoán này có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý. Liệu đấng cứu thế mà các tôn giáo này đề cập đến có phải là cùng một người? Huyền thoại về sự giáng thế của những bậc thánh nhân có thực sự xảy ra hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy trong các tôn giáo lớn hoặc những nhà tiên tri đều có chung một dự đoán. Đó chính là đấng cứu thế. Điều kỳ diệu là hình tượng đấng cứu thế trong điềm báo của họ thực sự có nhiều điểm chung. Ví dụ, trong Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, thì những người cứu thế đều được gọi là đấng Messia. Mặc dù tên gọi giống nhau, nhưng ý nghĩa của từng đấng cứu thế trong mỗi tôn giáo lại có những điểm khác biệt. Trong Kitô giáo, đấng Messia là chỉ Chúa Giêsu đã từng một lần cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, khi tội ác ngày càng lan rộng, con người cũng bị ám ảnh bởi những ý niệm lớn lao đó. Trong thời khắc tối tăm nhất, đấng Messia sẽ lại một lần nữa giáng thế để cứu vớt những tâm hồn sa đọa. Còn trong quan niệm của người Do Thái, đấng Messia sẽ xuất hiện để giúp họ phục hồi, xây dựng lại quốc gia của mình, bởi vì dân tộc họ luôn bị trục xuất và lưu vong. Đối với người Hồi giáo thì đấng Messia lại mang một ý nghĩa khác. Họ tin rằng Ngài sẽ trừng phạt tất cả những kẻ lừa dối trên thế gian, giống như nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad dùng tư tưởng để giáo hóa thế giới. Trong Hadith, một truyền thống truyền miệng của Hồi giáo, thì ngày tận thế được mô tả xảy ra do thế giới đầy rẫy bất công và những kẻ lừa đảo. Vào thời khắc khẩn cấp này, đấng cứu thế cũng sẽ xuất hiện. Một điều trùng hợp là đấng cứu thế trong Phật giáo cũng có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với đấng Messia của các tôn giáo phương Tây. Tuy nhiên, trong Kitô giáo, đấng Messia sẽ cứu rỗi toàn nhân loại, còn trong Phật giáo, đấng cứu thế xuất hiện sẽ độ thoát tất cả chúng sinh. Như vậy, các tôn giáo lớn đều có niềm tin vào đấng cứu thế, nhưng với những ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ, chúng ta sẽ thấy có thể họ đều đề cập đến cùng một người, bởi vì những mô tả về ngày tận thế trong các tôn giáo này rất tương đồng, như thế giới hỗn loạn, thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Và chính lúc đó, đấng cứu thế sẽ xuất hiện để dẫn dắt nhân loại trở lại với ánh sáng. Trong Phật giáo, sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì Phật Pháp sẽ hoàn toàn bị hủy diệt và nhân loại cũng sẽ tuyệt diệt. Có một bộ kinh điển Phật giáo rất nổi tiếng, đó là Kinh Pháp Niết Bàn của Đức Phật. Giống như tên gọi, bộ kinh này chủ yếu nói về lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca rằng Phật Pháp sẽ hoàn toàn bị phá hủy cho đến khi xuất hiện một vị Phật tương lai cứu thế. Vậy, vị Phật lai thế này là ai? Trong phần mở đầu của kinh, Đức Phật Thích Ca có cảm giác mình sắp nhập Niết Bàn nên gọi các đệ tử lại để truyền dạy lần cuối. Lúc này đệ tử A Nan lại phát hiện Phật quang trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca đã không còn. A Nan hỏi liên tiếp 3 lần thì mới được Phật Thích Ca trả lời. Ngài nói rằng bản thân mình đã nhìn thấy tương lai bằng thần thông của mình và phát hiện ra rằng sau khi Phật diệt độ, Phật Pháp sẽ hoàn toàn suy tàn giống như ánh sáng trên đỉnh đầu của Phật. Tuy nhiên, các đệ tử của Ngài lúc bấy giờ vẫn không thể hiểu được, vì Đức Phật Thích Ca chính là vị sáng lập Phật giáo. Phật Pháp mới chỉ được truyền bá không lâu, nên theo lẽ thường thì Phật giáo sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Vậy thì tại sao Đức Phật Thích Ca lại nói rằng Phật Pháp sẽ sớm diệt vong? Tiếp đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại tiên đoán rằng nguyên nhân khiến Phật giáo suy tàn không phải đến từ bên ngoài mà bắt nguồn từ bên trong. Sau khi Đức Phật diệt độ, các nữ tu đạo đức hư giả sẽ phát triển và lộng hành trong Phật giáo, làm cho các đạo tràng trở nên hỗn loạn, khiến những người thực sự muốn học Phật Pháp không thể an tâm tu hành trong chùa miếu mà chỉ có thể ẩn cư trong núi rừng. Từ đó về sau, những kẻ không tu đức hạnh ngày càng cuồng vọng, làm cho các đạo tràng trở nên hoang phế, không người chăm sóc. Tiên đoán này cuối cùng đã trở thành sự thực. Vào năm 1861, các nhà khảo cổ học đã khám phá ra ngôi chùa Mandala, nơi từng là trung tâm học thuật lớn nhất của Phật giáo Trung Quốc, cũng như nơi cuối cùng mà Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đến khi du học, nay đã trở thành một nơi hoang phế.
Tuy nhiên, theo truyền thuyết, thông báo về sự suy tàn của Phật Pháp chỉ là khởi đầu, và sau đó cả thế giới sẽ rơi vào cảnh nguy nan. Trong nhiều kinh Phật, Đức Phật cũng nói rằng đại hồng thủy sẽ không chỉ xảy ra một lần, mà con người và Phật Pháp cuối cùng sẽ dần dần biến mất sau nhiều đợt lũ lụt lớn liên tiếp. Tuy nhiên, trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, sẽ có một lần hồi quang phản chiếu. Lúc ấy sẽ có người dẫn dắt nhân loại phục hưng trong vòng năm 25. Sau đó, Phật Pháp sẽ hoàn toàn vụt tắt, cho đến khi không còn một văn tự Phật giáo nào trong thế giới này. Lời tiên tri của Đức Phật là sau khi Phật giáo diệt vong, sẽ có một đấng cứu thế được mọi người chú ý xuất hiện ở thế gian. Và đấng cứu thế ấy chính là Phật Di Lặc. Thế nhưng, Phật Di Lặc dường như không có sức mạnh lớn, địa vị cũng không cao. Như vậy làm sao có thể là hình ảnh của một đấng cứu thế? Liệu Ngài có phải chỉ đang ẩn mình hay không? Bởi theo nhiều kinh sách, Đức Phật Di Lặc lại có thể vĩ đại hơn cả Phật Thích Ca. Thậm chí Ngài chính là vị thánh nhân mà các giáo phái phương Tây thường hay nhắc đến. So với những hình tượng Phật khác trang nghiêm, hình tượng của Phật Di Lặc dường như là không chính thống nhất. Nhưng những ai thực sự hiểu biết về Ngài đều biết rằng Phật Di Lặc chính là một nhân vật vĩ đại nhất trong Phật giáo. Trong các thánh điển Phật giáo có ghi chép công hạnh tu luyện của Ngài, thậm chí còn cao hơn cả Đức Phật Thích Ca. Truyền thuyết nói rằng, nếu được nghe Phật Di Lặc giảng Pháp, cho dù là một người bình thường, cũng có thể không cần tham thiền, định tâm mà vẫn có thể thành Phật. Vì vậy, cung điện Đâu Xuất ở tầng trời dục giới, nơi mà Phật Di Lặc thường xuyên giảng Pháp, luôn là nơi mà tất cả chư thiên khao khát được thăng thiên. Ngay cả Thi Thánh, Bạch Cư Dị cũng từng thổn thức rằng, biển núi cũng chẳng thuộc về ta, vậy nên trở về cõi Đâu Xuất. Nhưng nếu xét một cách nghiêm túc, thì lúc Phật Di Lặc đang giảng Pháp ở cung điện Đâu Xuất vẫn chưa thành Phật, Ngài vẫn còn là Bồ Tát thụ sinh. Chỉ khi sống hết thọ mạng ở cung điện Đâu Xuất rồi tái sinh làm người và tu luyện ở nhân gian, Ngài mới có thể thành Phật đúng nghĩa. Đây chính là lý do tại sao Đức Phật Di Lặc được gọi là Phật tương lai. Kinh Phật từng mô tả rằng, khi Ngài giáng sinh vào thế gian, thiên hạ sẽ thái bình, mưa thuận gió hòa, tất cả chúng sinh đều phát tâm từ bi. Ngay cả những ác quỷ tà ma cũng sẽ được cảm hóa, không những không làm hại người mà còn giúp đỡ người gặp khó khăn vào ban đêm. Vậy thì, lúc nào Đức Phật Di Lặc sẽ giáng thế? Hoa U Đàm Bà La là một loài hoa thiêng liêng, kỳ lạ, không có ở trần gian. Khi Như Lai giáng thế hay Kim Luân Vương xuất hiện trên thế gian, nhờ đại phúc đức của các ngài mà loài hoa này mới khai nở. Trong Phật giáo có một loài hoa thánh gọi là Hoa U Đàm Bà La, sinh ra từ thiên giới, hoa nở một lần sau 3.000 năm. Tuy nhiên, khi U Đàm Bà La xuất hiện trên trái đất, cũng có nghĩa là chuyển luân thánh vương, tức là Đức Phật Di Lặc sắp hạ sinh. Một sự kiện đáng chú ý là vào năm 1997, truyền thông đã đăng tin về việc Hoa U Đàm xuất hiện ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Truyền thuyết nói rằng cúc hoa mỏng như sợi tóc, màu trắng như ngọc, cánh hoa như chuông, tỏa ra một ánh hào quang nhàn nhạt. Hơn nữa, không cần đến nước và đất, hoa U Đàm có thể mọc ở bất kỳ nơi nào. Người ta phát hiện ra rằng loài hoa được truyền thông đăng tải năm 1997 chính là hoa U Đàm, bởi nó không chỉ giống như mô tả mà còn có thể mọc trên các vật liệu kỳ lạ như kính, thép. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng đó chỉ là trứng của côn trùng chứ không phải là hoa U Đàm thực sự. Một số người khác dựa vào kinh Phật để tính toán rằng Đức Phật Di Lặc sẽ không giáng trần cho đến ít nhất 500 triệu năm nữa. Theo mô tả trong nhiều kinh sách, trên thế giới phải xuất hiện một số dấu hiệu đáp ứng đủ điều kiện để Ngài xuất hiện. Đó chính là khi cây cối đã lớn lên rất cao và con người trở thành những người khổng lồ cao đến 26 mét, lúc đó cũng sẽ là thời kỳ tận thế. Vậy nên những người này luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa Phật Di Lặc trong Phật giáo và đấng cứu thế trong các tôn giáo phương Tây như Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo hay Do Thái Giáo. Sau nhiều năm nghiên cứu, một số nhà ngôn ngữ học của Trung Quốc cũng phát hiện rằng đấng cứu thế trong các tôn giáo này và Đức Phật Di Lặc thực ra là cùng một người. Thậm chí đạo giáo cũng có vị thánh nhân Tử Vi được liên kết với Phật Di Lặc. Tại sao mọi tôn giáo lớn đều tin vào một đấng cứu thế, thậm chí còn nỗ lực tối đa để diễn đạt những dấu hiệu của ngày tận thế tương tự nhau? Phải chăng bóng tối thực sự sẽ có một tia sáng cho tương lai? Bạn có nghĩ một vị thánh sẽ từ thiên đàng xuống trần để cứu rỗi thế gian hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận.
Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.